Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã ra tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cũng lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ trả tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tất cả các trình thuật tin mừng kể về biến cố Chúa Giêsu phục sinh đều nói về chi tiết tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Ở mỗi cùng mỗi miệng thì người ta an táng người chết theo cái tập tục, theo cái văn hóa, theo cái địa lý của mỗi nơi. Người Việt Nam chúng ta thì chết đào cho một cái huyệt mộ sâu khoảng chừng một thước và sau đó bỏ cái hòm xuống lấp đất lại. Có tiền thì xây kim tỉnh rồi đắp lên đó những cái bia mộ thật đẹp. Có những người theo phong tục thủy táng. Còn với người Do Thái, cái địa hình đồi núi thì khi chết người ta khoét những cái huyệt và người ta cho người chết sau khi tẩm liệm vào trong đó, và người ta lấy một cái phiến đá để bít lại cái cửa mộ, bít lại cái hang đó. Và rồi chúng ta thấy chính cái tảng đá đó là ngăn cách giữa sự chết và sự sống. Khi một ai nào đó chết, bị bỏ vào trong cái huyệt mộ và lấy cái phiến đá bít lại, coi như chấm hết cuộc đời. Và không thể nào tự sức của một người có thể lăn được cái tảng đá lấp khỏi cái huyệt mộ đó. Và rồi chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu chết, những người thân quen đã tán xác Chúa Giêsu trong mộ và đã lấy tảng đá để lấp cái mộ lại, và coi như Chúa Giêsu không còn đường thoát nữa, đã chết thật sự. Và chính cái tảng đá đó đã ngăn cách Chúa Giêsu, và một lần nữa khẳng định rằng Chúa Giêsu đã chết. Thế nhưng rồi sáng ngày thứ nhất trong tuần, những bà đạo đức với cái tình cảm rất là tự nhiên thương thầy mình nên tờ mờ sáng đi ra mộ để mà xem coi thầy mình như thế nào, và đặc biệt để bày tỏ cái tâm tình của mình với thầy. Ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm, cha mẹ chúng ta mới mất, mới chôn, thì chúng ta hay ra ngoài mộ để mà thắp nhang, để mà thủ thỉ, để mà thọ thả cái điều gì đó với người thân với chúng ta. Thì các bà đạo đức cũng như thế. Các bà đạo đức cũng chạy ra mộ từ sáng sớm, và
các bạn không tin vào mắt mình nữa. Khi thấy cái tảng đá mà người ta lấp cái cửa một đã bị lăn ra ngoài. Và với cái bản tính của người phụ nữ kém tin, hoang mang với cái tảng đá được lăn ra, thì chúng ta thấy thái độ của các bà hoảng sợ và bán tín bán nghi, nên là phải chạy về để nói với các môn đệ. Và rồi các môn đệ, đặc biệt là Thánh Gioan và Thánh Phêrô, đã vội vã để chạy ra ngoài. Hiệp một, Gioan trẻ, Gioan chạy tới trước, Phêrô có tuổi, Phêrô chạy chậm hơn. Và Thánh Gioan thuật lại, khi mà tới cửa một, thấy tảng đá và ông đã tin. Thấy tảng đá lăn ra ngoài và ông đã tin. Và sau đó Thánh Phêrô đi vào trong cửa một, vào trong một, thì thấy được những cái tấm vải, những cái khăn liệm của Chúa Giêsu đã được xếp ngăn nắp. Và rồi các ông tin. Cái tảng đá lăn ra một đã để lại mỗi người một cái cảm nhận, mỗi người một cái niềm tin sau lưng cái tảng đá được lăn ra. Các bà thì bán tín bán nghi, Gioan thì tin, còn quân lính và những người có chức có quyền thì phao tin rằng ông ấy nửa đêm các môn đệ tới đã lấy xác ra đi rồi. Và người ta cho tiền để mà người ta đi loan báo rằng Chúa Giêsu không phải sống lại, và Chúa Giêsu đã được các môn đệ đem xác đi ra ngoài giấu đi. Đó là thái độ của những người không tin. Và chúng ta lật lại vấn đề một tí xíu, tại sao Chúa Giêsu lại phải nằm trong mộ, và tại sao Chúa Giêsu nằm đằng sau lưng cái phiến đá? Bởi vì người ta không tin, người ta đã dồn Chúa Giêsu vào cái cõi chết cho đến tận cùng, và người ta lấp đá để mà người ta ngăn lại. Và rồi chúng ta thấy tảng đá đã được lăn ra ngoài nhờ quyền năng của Chúa phục sinh. Và Đức Kitô phục sinh vẫn là thách thức, vẫn là lời mời gọi niềm tin của mỗi người chúng ta, đặc biệt trong cái xã hội ngày hôm nay. Giữa một cái xã hội mà người ta vẫn dùng quyền lực để đàn áp nhau, là một lần nữa người ta lại đàn áp, người ta lại khép kín cái cửa mộ bằng thái độ lấp kín cái viên đá. Và ngày hôm nay người ta nghĩ rằng mình làm được tất cả mọi sự, và người ta đã loại trừ Thiên Chúa ra ngoài. Người ta ỷ vào văn minh, kỹ thuật văn minh phát triển, nhưng rồi cuối cùng người ta cũng chẳng giải quyết vấn đề của cuộc đời của người ta. Dù cho phát triển đến đâu, nhưng cuối cùng người ta cũng phải chấp nhận chết. Con người phải bó tay trước cái chết và không thể nào sống lại như Đức Kitô. Những cái kiêu ngạo của con người, những cái thái độ ganh tị hờn ghét của con người, một lần nữa đã bít cái cửa mộ. Và rồi chúng ta lại nhìn thấy khuôn mặt của Gioan. Thánh Gioan trong các tin mừng, trong các bài tường thuật của Ngài, Ngài hay nhắc về người môn đệ được Chúa yêu. Chúng ta thấy khoảng cách giữa sự sống và sự chết, khoảng cách ở ngoài đấng mộ và trong đấng mộ là một cái khoảng cách xa vời vợi. Những người vô thần thì không tin, những người có chức có quyền thời đó cũng không tin, và ngay như các bà đạo đức cũng không tin. Nhưng mà tại sao Gioan đến, Gioan thấy tảng đá và ông đã thấy và ông đã tin? Lý do bởi vì ông yêu mến thầy mình, ông yêu mến Chúa Giêsu. Để rồi ông có một cái tên rất đặc biệt, người môn đệ Chúa yêu. Cái khoảng cách sống chết, cái khoảng cách ở ngoài huyệt mộ và trong huyệt mộ được thu hẹp lại bởi vì yêu và tin. Khi người ta tin thì người ta yêu, và khi người ta yêu thì người ta tin. Đơn giản như thế thôi. Với Thiên Chúa cũng vậy, Chúa Giêsu đã phục sinh. Thế nhưng mà cái niềm tin của chúng ta vào Chúa như thế nào? Chúng ta có yêu Chúa đủ như một Gioan yêu Chúa hay không? Giữa một cái xã hội ngày hôm nay, cái niềm tin vào Chúa Giêsu vẫn là lời mời gọi, vẫn là cái lời thách thức, lời đáp trả của mỗi người chúng ta.
Nếu chúng ta yêu đủ thì chúng ta tin đủ. Nói về yêu thì chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng cảm nghiệm được điều đó. Năm ngoái ở trên truyền hình, chắc có lẽ ai theo dõi thì sẽ biết được anh diễn viên Anh Tuấn, hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra đứa con, mà khi mà anh đón đứa bé ra khỏi phòng sinh, anh không dám nhìn vào mắt mình, không tin vào mắt mình nữa, và không dám nhìn đó là con của anh. Nó bị dị tật, thằng bé được đặt tên là Bố. Cả gia tài, cả mồ hôi nước mắt sau những lần đi diễn về, anh và vợ anh đưa thằng bé đi mổ tới 15 lần. Nếu ở ngoài, chúng ta sẽ không hiểu được tại sao cha mẹ lại thương thằng Bố như thế. Chỉ vì tình thương thôi mà gia đình của anh Tuấn Thanh đã thương và lo cho cháu. Tới bây giờ thằng bé Bố nó khá là bình phục. Nó chơi piano rất là hay và nó rất là dễ thương. Nếu đứng trước một cái cảnh như thế, một đứa bé như thế mà bỏ rơi thì không biết thằng Bố nó đi về đâu. Nhưng mà vì tình thương của cha mẹ, tình thương của cha mẹ đã vượt qua tất cả những khó khăn để mà nuôi dưỡng, để mà đưa con của mình đi mổ. Đó là một cái tình thương mà không ai hiểu được. Và chỉ vì tình thương thôi, người ta có thể vượt qua tất cả những rào cản của cuộc đời. Và rồi với chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta yêu Chúa đủ thì tất cả những rào cản của cuộc đời này, có thể cuộc sống này hơi vất vả một tí xíu, có thể cuộc đời này chúng ta gặp gian truân thử thách, Chúa thử chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tin và yêu đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy niềm tin vào Chúa và tình yêu vào Chúa nó nhẹ nhàng như các môn đệ. Chúng ta thấy nơi các môn đệ, khi Chúa Giêsu chịu khổ hình, khi Chúa Giêsu chịu chết, các môn đệ đã hèn nhát bỏ đi hết. Nhưng rồi sau khi Chúa Giêsu phục sinh, nhờ quyền năng của Chúa phục sinh, các môn đệ đã trỗi dậy, đã lên đường, đã trở về với cái nơi mà mình đã từng gắn bó với Thầy, như trên đường Emmaus. Đã trên cái con đường Emmaus, hai môn đệ đã gặp Thầy mình và đã quay lại để mà làm chứng cho một Đức Kitô phục sinh. Ngày hôm nay là ngày đại lễ phục sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh, và chúng ta được mời gọi sống cái niềm tin phục sinh đó trong cuộc đời chúng ta. Hãy vui lên, hãy vui lên, bởi vì Đức Kitô đã phục sinh. Như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không phục sinh, nếu Chúa Giêsu chết mà không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích. Thế nhưng Đức Kitô đã chết và đã sống lại, và rồi niềm tin của chúng ta được xác tín vào Đức Kitô phục sinh. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để qua cái biến cố phục sinh này, mỗi người chúng ta hãy vui lên, chúng ta hãy tiến bước đi về tương lai với niềm vui, bởi vì luôn luôn chúng ta có ánh sáng của Đức Kitô phục sinh dẫn đường chúng ta. Chúng ta luôn luôn có sự quan phòng, có sự chở che của Chúa Giêsu phục sinh, và chúng ta hãy mạnh dạn để lên đường loan báo tin mừng phục sinh như các môn đệ ngày xưa.